Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau: kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Lạc Dương; Lâm Đồng tăng cường và chủ động phòng chống bệnh dịch trên đàn heo; các địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô; du lịch biển đảo Việt Nam chinh phục du khách Nga tại hội chợ MIC 2019; quy hoạch trung tâm hòa bình Đà Lạt hướng đi tất yếu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 14 tháng 3, huyện Lạc Dương long trọng kỷ niệm 40 năm thành lập huyện, 14 tháng 3 năm 1979, 14 tháng 3 năm 2019. Đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các sở ngành và các địa phương của tỉnh, lãnh đạo huyện Lạc Dương qua các thời kỳ đã tham dự. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Sử Thanh Hoài, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương đã đọc diễn văn ôn lại quá trình hình thành và phát triển huyện Lạc Dương qua chặng đường 40 năm, 14 tháng 3 năm 1979, 14 tháng 3 năm 2019. Huyện Lạc Dương có vị trí chiến lược ở Nam Tây Nguyên. Trong kháng chiến chống Mỹ, Lạc Dương là căn cứ của khu ủy khu 6 và tỉnh ủy Tuyên Đức. Đồng bào các dân tộc trong huyện có truyền thống anh dũng trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản xuất. Ghi nhận những đóng góp của Lạc Dương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân xã Đà Chai. Năm 1979, huyện Lạc Dương được tái lập theo quyết định số 116 của Hội đồng Chính phủ. Những ngày đầu mới thành lập, Lạc Dương là một vùng đất hoang sơ, dân cư thưa thớt, cơ sở hạ tầng hầu như chưa có gì, đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Tình hình an ninh chính trị còn nhiều bất ổn. Dân cư chủ yếu là người Lạch, người Chin, chiếm đến 98% dân số, với tập quán phát nương làm rẫy, sống du canh du cư. 40 năm hình thành và phát triển, huyện Lạc Dương dưới sự lãnh đạo quan tâm đầu tư của Trung ương tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Lạc Dương đã vượt qua khó khăn, không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm đạt 16%, trong đó ngành nông lâm thủy sản tăng 15,6%, công nghiệp xây dựng tăng 14,8%, dịch vụ tăng 19%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến nay, toàn huyện Lạc Dương có 738 hectare sản xuất nông nghiệp trong nhà kính, thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích đất canh tác đạt 225 triệu trên 1 hectare. Trong đó, diện tích trồng rau trong nhà kính đạt từ 500 đến 800 triệu đồng 1 hectare một năm. Diện tích trồng hoa ước đạt từ 800 đến 1 tỷ đồng 1 hectare một năm. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc. Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Toàn huyện Lạc Dương đã có 3 trên 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Địa phương phấn đấu đến cuối năm 2020, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 336 trên 6.410 hộ, chiếm tỷ lệ 5,2% trên tổng số hộ dân. Cùng với những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở không ngừng được củng cố và phát triển. Đảng bộ huyện Lạc Dương có 1.331 đảng viên với 28 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Năng lực lãnh đạo quản lý điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, phẩm chất đạo đức, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng lên. Công tác cải cách hành chính được triển khai và có nhiều tiến bộ, mang lại hiệu quả thiết thực. Có thể khẳng định 40 năm qua thì Lạc Dương đã có những cái bước phát triển rất là vượt bậc. Với sự phát triển đó thì ngoài cái sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lạc Dương thì chúng tôi đón nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Trong những cái chặng đường ấy, với sự nỗ lực cố gắng, thời gian tới đây chúng tôi cũng đang sẽ tiếp tục cố gắng vươn lên và cũng rất mong đón nhận được sự quan tâm của tỉnh để Lạc Dương tiếp tục phát huy những lợi thế, tiềm năng của mình để thực sự xây dựng Lạc Dương giàu đẹp, văn minh. Đời sống trong anh em bà con trong các xã thì hiện nay thì cũng được là phát triển đi lên. Cho nên thì bây giờ bản thân tôi cũng thấy là đây là một vấn đề rất là vui mừng, vì có nhờ Đảng, nhờ Nhà nước có một cái chính sách, có một chủ trương đúng đắn.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Dương đã đạt được trong 40 năm hình thành và phát triển. Khẳng định những kết quả nêu trên là điều kiện thuận lợi để huyện Lạc Dương phát triển hơn nữa, trở thành địa phương kinh tế trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng. Chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phù hợp với những tiềm năng và thế mạnh của địa phương, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh vào sản xuất nhằm tăng giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích. Cần kết nối du lịch với thành phố Đà Lạt, với thành phố Nha Trang và các địa phương có thế mạnh. Cần khai thác tốt du lịch khám phá, du lịch thám hiểm, du lịch kênh nông và trong tổng thể chương trình chung của du lịch đại ngàn. Cần tập trung khai thác tốt cái khu dự trữ sinh quyển thế giới Lam Giang để làm đúng đầy đủ chức năng của một khu vườn quốc gia và khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đẩy mạnh công tác quản lý và bảo vệ rừng, thực hiện tốt chính sách giao khoán bảo vệ rừng, phát triển kinh tế rừng, hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, giảm nghèo nhanh hơn ở các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người có công. Dịp này, ông Nguyễn Duy Hải, nguyên Bí thư Huyện ủy Lạc Dương, đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3. Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Dương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xóa đói giảm nghèo. Thủ tướng Chính phủ cũng tặng bằng khen cho ông Sử Thanh Hoài, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong 40 năm thành lập và phát triển của huyện Lạc Dương. Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương tặng bằng khen cho 40 gương điển hình trong lao động sản xuất giỏi của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, các nông hộ phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao và các doanh nghiệp lớn đã có xu hướng dịch chuyển đầu tư vào Lạc Dương với những trang trại hiện đại, chất lượng cao. Điều này đã tạo ra sức lan tỏa lớn, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, tạo ra một phong trào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đến từng các hộ dân, kể cả hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện Lạc Dương, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau. Đây là vườn dâu tây công nghệ cao được ứng dụng các kỹ thuật hiện đại từ công nghệ giống, chăm sóc và hệ thống nhà kính của một nhà đầu tư Hàn Quốc. Ông Bạc Nam Hồng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cabiovina chia sẻ. Trước đây ông làm việc không liên quan gì đến nông nghiệp, nhưng tình cờ có dịp đến với mảnh đất Lạc Dương, ông cảm nhận được điều kiện khí hậu mát mẻ quanh năm, thổ nhưỡng phì nhiêu và con người thân thiện. Một ý nghĩ táo bạo đã xuất hiện trong ông và ông quyết định dành hết tâm sức của mình gắn bó cùng mảnh đất này với cây dâu tây. Những khó khăn ban đầu không thể kể hết với một tay ngang làm nông nghiệp ở xứ người lạ lẫm như ông, nhưng cũng bởi sức hấp dẫn của miền đất này đã đủ mạnh để níu chân ông lại, tiếp cho ông sức mạnh và sự kiên trì, giúp ông vượt qua, đạt được những kết quả ngọt bùi và xua tan những lo lắng trong ông cũng như gia đình ông. Để giờ đây cả gia đình nhỏ người Hàn này đã bám rễ trụ vững tại Lạc Dương như chính những cây xanh mà họ đã ươm mầm. Trước là tôi là làm hải sản, nhà máy hải sản, nhưng mà làm việc khác là buổi tối cũng làm việc, nếu là nhiều việc là qua đêm, cái này chắc là để người con người không tốt à, nhưng mà ở đây là sinh hoạt ổn định hơn à, sáng buổi sáng sớm đó thì làm việc, buổi chiều lúc tối là về nghỉ, chắc là ổn định hơn à. Lúc đầu tôi cũng lo lắng nhiều lắm, không muốn anh ấy qua làm nông nghiệp tại đây. Nhưng sau 1-2 năm, thấy những kết quả bước đầu tôi cũng thấy rất vui. Rồi dần dần sau đó anh ấy làm được đạt hiệu quả, nên mẹ con tôi qua đây luôn. Nhưng hiện tại vì cái việc học hành của con trai, nên mẹ con tôi phải ở thành phố Hồ Chí Minh, thỉnh thoảng mới lên Lạc Dương cùng anh ấy. Hiện tại trên 5 hectare đất, ông đã đầu tư 2,5 hectare trồng dâu tây, đạt sản lượng 40 tấn mỗi năm. Bên cạnh đó, vườn dâu cũng đón khách tham quan thưởng lãm miễn phí, đã tạo ra một môi trường du lịch canh nông hấp dẫn du khách đến với Lạc Dương. Hiện tại, công ty Cabiovina đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động địa phương. Và cũng thông qua đây, người dân bản địa học hỏi được các kỹ thuật và phương thức sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Từ những hạt nhân là các doanh nghiệp đầu tư bài bản và những nông dân đi đầu trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã tạo nên một sức lan tỏa, một động lực mạnh mẽ làm thay đổi thói quen canh tác của người dân địa phương. Đây là một lợi ích không đong đếm được,
nhưng nó đã đem lại một tác động tích cực trong tư duy sản xuất của người dân. Chính vì vậy, cùng với sự vận động hỗ trợ từ các ngành chức năng, nông dân Lạc Dương đã mạnh dạn đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên chính mảnh vườn trước đây chỉ cho thu nhập thấp của mình. Quan trọng nhất thì vẫn là mình có vốn thì mình làm được vậy. Chứ thực chất thì hoa này mình làm thì cũng khó, mà tại vì em hợp đồng bên công ty thì có công ty họ chỉ dạy chỉ bảo thì làm cũng rất dễ. Hiện nay tổng diện tích gieo trồng của Lạc Dương đạt 12.000 ha, trong đó có 738 ha sản xuất nông nghiệp trong nhà kính. Thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích đất canh tác đạt 225 triệu đồng một hecta. Đặc biệt có nhiều diện tích trồng sau đạt từ 500 đến 800 triệu đồng một hecta một năm. Diện tích trồng hoa ước đạt từ 800 đến 1 tỷ một hecta một năm. Cá biệt có diện tích lên đến 2 tỷ đồng một hecta một năm đối với hoa lily. Trên địa bàn huyện được phê duyệt 4 khu và một vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó có một khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quốc gia tại xã Đà Sa được Thủ tướng phê duyệt với quy mô hơn 2.212 hecta. Hiện Lạc Dương đã thu hút hơn 28 doanh nghiệp, 4 hợp tác xã, 2 trang trại đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đã có phần quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp nói riêng và kinh tế địa phương nói chung. Về nông nghiệp thì Lạc Dương đã có cái mức thu nhập bình quân trên 1 hecta đạt 250 triệu một hecta một năm, so sánh với cái mức chung của cả tỉnh là khoảng 170 triệu và của cả nước là dưới 100 triệu. Nhiều doanh nghiệp của nước ngoài đã tiến hành đầu tư ở Lạc Dương. Bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở Lạc Dương đã tiến hành làm cái nông nghiệp công nghệ cao. Cùng với việc tích cực khuyến khích thu hút triển khai ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, thâm canh tăng diện tích sản lượng, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, Lạc Dương luôn chú trọng công tác phối hợp mở rộng thực hiện các dự án, mô hình liên kết sản xuất với các nhà đầu tư lớn để hướng đến ổn định đầu ra cho nông sản. Ký cam kết bản ghi nhớ hợp tác liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, phát triển chuỗi giá trị liên kết tiêu thụ sản phẩm đối với một số loại nông sản chủ lực của địa phương như cà phê, artiso và tầm son hữu cơ. Có một sự gắn kết ổn định từ sản xuất đến tiêu thụ là Lạc Dương đang hướng đến một nền nông nghiệp bền vững, trong đó cốt lõi vẫn là nông nghiệp công nghệ cao. Lâm Đồng tăng cường và chủ động phòng chống bệnh dịch trên đàn heo. Các địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sáng nay 14 tháng 3, ông Nguyễn Trọng Ánh Đâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến của các chức sắc tôn giáo vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự có các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đại diện các tổ chức tôn giáo đang hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình cao với dự thảo và đóng góp nhiều ý kiến về chủ đề đại hội, tiêu đề, bố cục báo cáo chính trị nhằm đảm bảo về nội dung hình thức của báo cáo. Ngoài ra, các đại biểu tham gia có nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh sâu sắc, khách quan, toàn diện về nội dung đánh giá tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2014-2019. Bối cảnh tình hình mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024. Các đại biểu cho rằng, xác định công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là đợt sinh hoạt rộng rãi trong hệ thống mặt trận và các tầng lớp nhân dân. Do đó, cần tập trung chuẩn bị thật tốt nội dung dự thảo báo cáo chính trị và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng mức kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, tình hình các tầng lớp nhân dân của địa phương để từ đó xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đặc biệt là các phong trào và các cuộc vận động do mặt trận phát động, tích cực góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình. Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu nhằm bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo để trình bày tại đại hội. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra trong quý 2 năm 2019. Tiếp tục công tác kiểm tra việc phòng chống bệnh dịch trên đàn heo tại tỉnh Lâm Đồng,
sáng nay 14 tháng 3, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S. dẫn đầu đã kiểm tra thực tế tại huyện Đức Trọng, cùng đi với đoàn có lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại cơ sở giết mổ gia súc Vũ Tiến Minh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng và trạm kiểm dịch động vật Eo Gió, xã Đờ Răng, huyện Đơn Dương, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tình hình giết mổ heo, kiểm soát vận chuyển heo ra vào tỉnh Lâm Đồng. Khi nghe thông tin thì mình đã có cảnh báo và cho họp tất cả các hộ tiểu thương lại và viết cam kết không được đưa heo bệnh vào. Nhưng sau khi họ giết mổ, họ cố tình đưa heo bệnh vào, mình khi phát hiện ra thì chủ cơ sở phối hợp với các ban ngành tiêu hủy, đồng ý tiêu hủy, đã tiêu hủy ở tại cơ sở đây. Tức là trước khi mà gia súc mà lên xe là bắt buộc là phải khử trùng tiêu độc cái xe rồi. Còn khi xe vận chuyển qua trạm đây thì cũng bắt buộc phải dừng lại để khử trùng tiêu độc. Cái đó là cái bắt buộc trong cái quy trình là phải làm. Hiện nay đàn heo ở huyện Đức Trọng có trên 91.600 con. Qua kiểm tra, phát hiện trên 300 con heo bị nhiễm bệnh lở mồm long móng. Số lượng có nguy cơ nhiễm bệnh là trên 500 con. Chưa phát hiện ca bệnh dịch tả heo châu Phi nào. Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan, Ủy ban Nhân dân các xã và thị trấn trên địa bàn huyện Đức Trọng hướng dẫn thực hiện ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh, duy trì và củng cố hệ thống thú y viên cơ sở, tập trung hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên theo dõi đàn lợn và định kỳ thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng trại và tăng cường giám sát dịch bệnh, kiểm tra thú y tại các cơ sở giết mổ tập trung. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S. yêu cầu huyện Đức Trọng tiếp tục tuyên truyền về các giải pháp phòng chống dịch, đặc biệt tăng cường giám sát vận chuyển gia súc và kiểm soát cơ sở giết mổ. Tăng cường cái công tác tiêu độc khử trùng các cái trang trại, các cơ sở chăn nuôi và tăng cường cái tập trung cái cơ sở giết mổ tập trung để đảm bảo tuyệt đối các cái heo mà bị bệnh, tăng cường công tác cái quản lý chặt chẽ cái việc mà vận chuyển heo, rồi vận chuyển cái thức ăn gia súc, vận chuyển phân bón hữu cơ từ heo và tập trung cái giải pháp đồng bộ để cho các cái tổ chức, hệ thống chính trị, các trang trại, người dân thấy được cái mức độ cái nguy hiểm dịch tả lợn châu Phi. Hiện nay tỉnh đã chỉ đạo Sở Nghiệp Phát triển thôn tập trung khẩn trương để đảm bảo được cái nguồn vaccine để việc phòng chống bệnh lở mồm long móng, để đảm bảo được cái đàn heo trên địa bàn tỉnh đồng. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc nắm bắt tình hình và chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh là cần thiết để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh trên đàn heo gây ra. Ngày 13 tháng 3, tại huyện Di Linh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng tổ chức huấn luyện diễn tập chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019. Đây là đợt diễn tập được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao khả năng vận hành, chỉ huy và cách ứng phó của các đơn vị kiểm lâm và lực lượng quần chúng trong việc phòng cháy chữa cháy rừng. Tình huống giả định đặt ra tại tiểu khu 660A xã Liên Đàm, huyện Di Linh, lâm phần do công ty lâm nghiệp Di Linh quản lý, với hiện trường là khu vực rừng trồng. Sau khi tiếp cận được đám cháy, các lực lượng tổ chức chữa cháy bằng phương pháp thủ công. Tuy nhiên phương pháp này không hiệu quả, ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng phát và cháy lớn. Tổ tuần tra nhanh chóng cấp báo đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 cùng hạt kiểm lâm Di Linh huy động 2 xe ô tô trang bị máy bơm nước vòi phun. Sau hơn 1 giờ phối hợp chữa cháy bằng phương pháp thủ công và các trang thiết bị chữa cháy hiện đại, cuối cùng đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Bên cạnh tổ chức chữa cháy, tại hiện trường, kỹ thuật dập lửa, tình huống sơ cấp cứu người bị ngạt, bị thương khi tham gia chữa cháy rừng cũng được đặt ra. Theo ngành lâm nghiệp, trong năm qua có ít vụ cháy rừng và diện tích thiệt hại giảm. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của thời tiết và sự quan trọng của rừng Lâm Đồng nên không thể chủ quan lơ là. Vì vậy, việc tổ chức diễn tập phòng cháy và chữa cháy rừng là rất cần thiết cho các lực lượng liên quan và chính quyền cơ sở. Thông qua đợt diễn tập là dịp để các đơn vị liên quan có thêm kinh nghiệm thực tiễn trong việc huy động nhân lực, tổ chức và phối hợp với các lực lượng tham gia chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ khi có cháy xảy ra. Thông tin trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông,
Khoảng 13 giờ chiều nay, tại thành phố Đà Lạt đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến nhiều người bị thương, ít nhất 5 xe máy và 3 ô tô hư hỏng nặng. Theo đó, đối tượng điều khiển xe ô tô 4 chỗ hiệu Toyota Corolla Altis mang biển kiểm soát 60A56173 khi đến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đã tông đổ một biển báo giao thông, sau đó tông vào một ô tô mang biển kiểm soát 49A20290 đang đổ bên đường, khiến chiếc xe bay lên lề đường. Sau đó tài xế đã quay đầu xe lại bỏ chạy theo hướng Nguyễn Văn Cừ, 3 tháng 2. Trong quãng đường di chuyển khoảng 1 km, chiếc xe liên tiếp tông vào ít nhất 5 chiếc xe máy và va quẹt với một chiếc xe taxi hãng quốc tế mang biển kiểm soát 79A09687, làm chiếc taxi bị hư hỏng nặng. Sau đó chiếc xe điện liên tục lao đi và chỉ dừng lại khi tông vào cột điện bên trái đường. Đối tượng sau khi gây ra tai nạn vẫn ngồi trên xe ô tô, tỏ ra phấn khích, lắc múa theo tiếng nhạc. Những người bị thương đã được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Hiện tài xế chiếc xe gây tai nạn đã bị Công an thành phố Đà Lạt tạm giữ để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: du lịch biển đảo Việt Nam chinh phục du khách Nga tại hội chợ MIC 2019. Gia Lai nhân rộng mô hình cây sa nhân tím. Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp Tổng công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines cùng hơn 10 tập đoàn, công ty du lịch, lữ hành và kinh doanh khách sạn của Việt Nam vừa tham gia hội chợ du lịch quốc tế MIC 2019 tại thủ đô Moskva của Nga. Gian trưng bày chung của Việt Nam được thiết kế trang nhã, được nhiều du khách tham quan là các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, giới truyền thông Nga và quốc tế ghé thăm. Đặc biệt, các ấn phẩm quảng bá được thiết kế bắt mắt, mẫu mã đẹp, đa dạng bằng tiếng Nga và tiếng Anh, thu hút được nhiều khách tham quan. Với mục tiêu đưa chủ đề của năm du lịch quốc gia 2019 Nha Trang sắc màu của biển đến gần hơn với các du khách Nga và quốc tế, Tổng cục Du lịch cùng các công ty Việt Nam đã tạo ra điểm nhấn cho gian trưng bày của mình bằng tấm pano tiếng Anh khá lớn với nền xanh nước biển trang nhã, hãy đến thăm Việt Nam Nha Trang Khánh Hòa 2019. Theo Tổng cục Du lịch, Nga là một trong 10 thị trường trọng điểm của ngành du lịch Việt Nam. Tính riêng năm 2018, lượng du khách Nga đến Việt Nam đạt hơn 600.000 lượt, đưa Nga trở thành quốc gia có lượng khách đến Việt Nam lớn thứ 6 trên thế giới. Theo dự báo của Tổng cục Du lịch, Việt Nam có thể sẽ đón 1 triệu khách du lịch Nga vào năm 2020. Hội chợ du lịch quốc tế MIC được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1994, năm nay kỷ niệm 25 năm ngày ra đời. Và hiện MIC được công nhận là một trong năm hội chợ du lịch lớn nhất thế giới. MIC 2019 thu hút sự tham gia của gần 1.800 công ty đến từ 239 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 22.700 khách tham quan và gần 230 nhà báo Nga và quốc tế đến dự và đưa tin. Thưa quý vị và các bạn, từ mô hình triển khai thí điểm trồng 4 hectare cây dược liệu sa nhân tím của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ ở vùng đất Sơn Lan, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai năm 2008. Đến nay, cây sa nhân tím đã và đang được bà con Ba Na tại địa phương phát triển nhân rộng. Năm 2008, gia đình anh Đinh Văn Chuyên cùng với 40 hộ dân ở làng Hà Đừng, xã Sơn Lan, huyện Cờ Bang đã tham gia trồng 4 hectare sa nhân tím. Với khả năng chịu hạn tốt, chăm sóc dễ dàng, giá trị đem lại cao, cây sa nhân tím đã mang lại nguồn thu nhập ổn định từ việc cho thu hạt và mở ra triển vọng phát triển kinh tế cho bà con dân tộc thiểu số tại địa phương. Từ mô hình trồng cây sa nhân tím ban đầu, đến nay trên địa bàn xã Sơn Lan đã phát triển được 45 hectare sa nhân tím. Cây sa nhân tím là loại cây thích hợp với điều kiện phát triển dưới tán rừng, thời tiết khí hậu cũng như tập quán canh tác của đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là loại cây dược liệu. Hạt sa nhân sẽ được dùng để làm thuốc, nên đem lại giá trị kinh tế cao, giúp người dân có thêm khoản thu ổn định trong năm, mà không tốn nhiều công sức cũng như vốn đầu tư phân bón. Cùng với việc đem lại thu nhập kinh tế cho người dân, việc tận dụng trồng sa nhân tím xen giữa các cây hoặc trồng dưới tán rừng còn giải quyết được tình trạng rửa trôi và xói mòn đất, giữ độ ẩm cho rừng và giữ nước, tạo nên thảm thực vật đa dạng, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, là hướng phát triển bền vững phù hợp với điều kiện sẵn có của địa phương. Quy hoạch trung tâm hòa bình Đà Lạt hướng đi tất yếu là thông tin sẽ có trong phần cuối của bản tin thời sự tối nay.
Thưa quý vị và các bạn, ngày mai thành phố Đà Lạt sẽ chính thức công bố đề án quy hoạch chi tiết trung tâm hòa bình theo quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Với 5 phân khu trên diện tích khoảng 30 hectare. Quy hoạch này nhằm mục đích sử dụng khai thác hiệu quả quỹ đất, các công trình công cộng hiện hữu phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị cảnh quan khu vực. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo quy hoạch, trên diện tích gần 30 hectare, khu vực trung tâm hòa bình thành phố Đà Lạt sẽ được chia ra làm 5 phân khu. Phân khu 1 là khu vực chợ Đà Lạt thuộc đường Nguyễn Thị Minh Khai với quy mô gần 7 hectare, chức năng là chợ truyền thống kết hợp với quảng trường trung tâm, khu đi bộ kết hợp với khu trung tâm và bến xe ngầm. Phân khu 2 là trung tâm hòa bình, quy mô trên 3,3 hectare, với chức năng là khu trung tâm phức hợp đa chức năng với các loại hình dịch vụ và giải trí phục vụ cho người dân địa phương và khách du lịch. Phân khu 3 là khu vực Đồi Dinh với trên 4 hectare, là khu vực dành cho khu thương mại và dịch vụ cao cấp. Phân khu 4 là khu vực chỉnh trang đô thị với quy mô trên 9 hectare, chức năng là khu vực chỉnh trang kiến trúc công trình và cảnh quan các tuyến đường đi bộ, với mục đích hình thành khu ở kết hợp thương mại và phát triển hỗn hợp với các loại hình dịch vụ và giải trí cho người dân địa phương và khách du lịch. Phân khu 5 là khu vực ven Hội Xuân Hương, quy mô khoảng 6 hectare, chức năng là công trình dịch vụ du lịch, lưu trú, khách sạn, công trình công cộng, tôn tạo cảnh quan phù hợp với cảnh quan chung và kết nối với các phân khu chức năng. Đây là một đồ án quy hoạch chi tiết nằm trong danh mục là các công trình trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn 2015-2020. Với hiện trạng như thế này thì rõ ràng là khu trung tâm chưa phát huy được cái chức năng của một cái khu trung tâm của một thành phố, một đô thị tỉnh lỵ. Chính vì vậy, trong cái định hướng phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tại quyết định 704 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì đô thị khu trung tâm Hòa Bình cần được phải cải tạo chỉnh trang để đáp ứng được cái chức năng của một khu trung tâm, đó là một khu trung tâm thương mại dịch vụ và cũng tham gia vào vấn đề vui chơi giải trí rồi thưởng ngoạn của du khách tại khu trung tâm. Khu trung tâm Hòa Bình thành phố Đà Lạt có từ trước năm 1975 đến nay đã xác định được vị trí của trung tâm thành phố và là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử quan trọng của thành phố và cũng là trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ gắn với đời sống của 5.300 dân trong khu vực. Sự thay đổi nào cũng có ý nghĩa riêng của nó, song nếu thay đổi tích cực chắc chắn sẽ nhận được sự đồng tình của cộng đồng. Đà Lạt mình là xưa nay là được cái thiên nhiên ưu đãi thì mình nên giữ những gì mà xưa còn, đừng có thay đổi nhiều quá, không còn nét xưa. Nên nhiều khách thích tới Đà Lạt mình là chiêm ngưỡng những cái nét xưa Đà Lạt. Mình thay đổi nhiều quá thì thành ra khách nó cũng không có yêu mến Đà Lạt mình như xưa nữa. Nên mình thay đổi cũng có cái hay, nhưng mà cũng nên giữ những nét xưa để còn để Đà Lạt thơ mộng hồi xưa. Thì Đà Lạt xưa đó, Đà Lạt nó rất là hồn nhiên. Mọi thứ là cây cảnh hay là nói chung là rừng cây đồ nó còn nhiều quá. Thì nó nói chung cho làm thành phố nó thơ mộng hơn một chút. Còn bây giờ thì người ta mức độ xây dựng nhiều quá thì cái cây nó không còn nữa. Đẹp hơn thì quá tốt. Nhưng mà thí dụ như có cây xanh bóng mát thì thành phố em thấy nó rất là đẹp. Đó, nó vậy thôi. Việc triển khai quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị khu trung tâm Hòa Bình Đà Lạt sẽ có tác động tích cực cho việc xây dựng và phát triển thành phố. Điều này thể hiện ở việc sắp xếp lại các khu dân cư, các cơ sở lưu trú tư nhân trong khu vực một cách hợp lý, hài hòa, đảm bảo giao thông khu vực được thuận lợi, phục vụ tiện ích cho đời sống của người dân và du khách. Khi đồ án này thực hiện, thành phố Đà Lạt sẽ tiến hành các phương án giải phóng mặt bằng ở các khu vực cần thiết, song sẽ đảm bảo lợi ích của người dân theo quy định của nhà nước. Tính toán lại xây dựng và nâng cấp cái khu phố đi bộ nó phù hợp với thời gian sử dụng và có thể kéo dài thời gian để sử dụng hợp lý hơn và chỉnh trang lại cái rạch Bác 34 và khu vực lân cận thành một tổ hợp công trình. Quá trình triển khai thì cũng tính toán sơ bộ để mà triển khai khu này, tính toán cân đối về ngân sách, về cơ hội đầu tư
thì cái trong này có 168 cái hộ dân có liên quan khu vực này, mà trong đó giải phóng mặt bằng để mà xây dựng thật sự là 34 hộ. Thì 34 hộ này thì nó liên quan cái đồ dinh cũng như khu bến xe Tùng Nghĩa, thì cái vấn đề này sẽ triển khai, sẽ vận động nhân dân để bố trí tái định cư hợp lý cho người dân sẽ ở khu vực. Làm đẹp thành phố nói chung là mong mỏi và cũng là trách nhiệm của mọi công dân thành phố, hướng tới ngày càng hoàn thiện vẻ đẹp vốn có của Đà Lạt. Chỉnh trang lại khu Hòa Bình được xem như khoác chiếc áo mới cho một đô thị trung tâm, mang trong mình những giá trị văn hóa lịch sử đầy tự hào của người Đà Lạt. Và ở đó, các công trình cải tạo, xây dựng mới sẽ được khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, góp phần xây dựng thành phố theo xu hướng tăng trưởng xanh. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.